xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai 28 Chúa Nhật 30 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Giáo huấn số 48. Chính mẹ là mẹ chúng ta trong lĩnh vực ân sủng. Tiếp theo, tình mẫu tử này của Đức Maria trong nhiệm cục ân sủng kéo dài không ngừng, khởi từ sự ân thuận mẹ đã trung tín bày tỏ trong cuộc truyền tin và chịu đựng cách không do dự dưới chân thập giá, cho tới sự hoàn tất vĩnh viễn của mọi người được tuyển chọn. Thật vậy, sau khi mẹ được lên trời, nhiệm vụ cứu độ của mẹ không chấm dứt, nhưng qua việc liên lỉ cầu nguyện của mình, mẹ tiếp tục đem lại cho chúng ta những hồng ân của ơn cứu độ vĩnh cửu. Vì vậy, trong hội thánh, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được kêu cầu bằng các tước hiệu là Trạng Sư, Đấng Cứu Giúp, Đấng Phù Hộ, Đấng Trung Gian. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 969, 29 thứ 2, 30 thứ 3, 31 thứ 4, tháng 11, ý cầu nguyện, cầu cho việc phục vụ hòa bình. Xin cho ngôn ngữ của con tim và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi, và là một ý nghĩa lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 thứ 5 đầu tháng, các thánh nam nữ lễ trọng cầu cho giáo dân, lễ cầu cho giáo dân, lễ họ. Mùng 2 thứ 6 đầu tháng, cầu cho các tín hữu đã qua đời, lễ các đẳng. Mùng 3 thứ 7 đầu tháng, thánh Martino Probret. Mùng 4 Chủ nhật 31 thường niên Thánh Vịnh tuần 3. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Rao hôn phối. Rao lần thứ nhất, có anh Emmanuel Nguyễn Ngọc Long, con ông Thomas Nguyễn Thái An và bà Teresa Trần Kim Hậu, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 416/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Đặng Thị Mỹ Kim, Tân Tòng, con ông Đặng Văn Lý và bà Nguyễn Ngọc Bích, nguyên quán Bến Tre, hiện ngụ tại 416/16/9 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết hôn đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chính xứ? Thông báo 1. Hôm nay Chủ nhật tuần thứ 4 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 10. Trong sau thánh lễ có quỹ
ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thông báo 2. Thứ ba ngày 31 tháng 10 2018 vào lúc 18 giờ có quý cha về ngồi tòa ban bí tích hòa giải cho cộng đoàn để mừng lễ các thánh và các linh hồn. Xin cộng đoàn dọn mình và nhắc nhở nhau đi xưng tội. Thông báo 3. Lễ các thánh nam nữ ngày mùng 1 tháng 1 và lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời ngày mùng 2 tháng 11. Các giờ lễ được cử hành như sau. Thứ năm ngày mùng 1 tháng 1 2018, lễ sáng 5 giờ, lễ trưa 12 giờ và lễ chiều 18 giờ. Thứ sáu ngày mùng 2 tháng 11 2018, thánh lễ sáng lúc 5 giờ, thánh lễ trưa 12 giờ và thánh lễ chiều 17 giờ 30. Thông báo 4. Thứ bảy ngày mùng 3 tháng 11 2018, thánh lễ Martino Probres, tu sĩ bổn mạng hộ bác ái trong giáo xứ. Thánh lễ bổn mạng được tổ chức lúc 17 giờ 30. Xin mời cộng đoàn tham dự và cầu nguyện cho các thành viên trong hội bác ái. Thông báo 5. Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 11 2018, chủ nhật đầu tháng, giáo xứ có tổ chức rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai có các trẻ xin lấy đơn đăng ký tại các ông trùm trong giáo họ của mình đang sinh sống. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung và không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là con hầu của Cha trên trời. Thank you.
nhưng trên Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn bằng con mắt đức tin. Chúng ta xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta để chúng ta có thể thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của chúng ta. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng nhận thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phong tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đầm. Vì vậy tôi xin đứng Bà Maria trong đời đồng trinh, càng thiên thần, càng thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Mà đình hát người thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chí xích ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đức Chúa phán thế này: reo lên lên mừng Gio-cốp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin, ca ngợi và công bố, Đức Chúa đã cứu dân người, số còn lại của Israel. Này ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng từ tận cùng cõi đất. Trong chúng có kẻ đuôi người què, có kẻ mang thai người cự, tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Israel, ta là một người cha, và đối với ta, Ephraim chính là con trưởng. Đó là lời Chúa. Gửi tín hữu hết đi. Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và yếu đuối, những kẻ lầm lạc bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối. Mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người:
con là con của cha. Ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Như lời đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: muôn thuở con là thượng tế theo phẩm chật Men-ki-xê-đê. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy. Nghe nó, người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco thuật lại cho chúng ta việc chữa lành người hành khất mù Bartimê ở Jericho. Anh mù lòa ngồi bên vệ đường ăn xin và nghe biết Đức Giêsu đi qua, cho nên thống thiết kêu vang: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Người ta ngăn cấm anh, nhưng mà anh càng kêu to: Hỡi con vua David, xin thương xót con. Và Chúa Giêsu đã cho gọi anh. Anh sung sướng liền áo choàng lại, đứng phắt dậy và đến cùng với Đức Giêsu. Và ngài thưa và anh ta thưa với Chúa Giêsu: Lạy thầy, xin cho con được sáng. Và tức thì anh ta thấy được. Trong câu chuyện chữa lành này, chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu không có một thực hiện một cái cử chỉ nào khác cả. Ngài chỉ nói có một lời thì tức khắc phép lạ chữa lành đã diễn ra. Rõ ràng ở đây Thánh sử Marco không muốn chú trọng nhiều đến các chi tiết của phép lạ chữa lành người mù. Nhưng mà thánh nhân đặt câu chuyện này trong một bối cảnh có ý nghĩa cứu độ của nó. Thánh sử Marco muốn nói với độc giả rằng anh Bartimê là đại diện của con người thời cựu ước, cũng như con người thời đại của Chúa Giêsu. Họ đang mù lòa, không nhìn thấy gì hết,
và cũng chẳng biết đường đi, chỉ ngồi bên vệ đường và giơ tay xin lòng thương xót. Quả thật thưa anh chị em, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài đã làm nhiều phép lạ đã được các ngôn sứ loan báo trước, như là chữa lành kẻ mù, kẻ què được đi, người nghèo được loan báo tin mừng, vân vân. Rồi chúng ta thấy những điều đó được ngôn sứ Isaiah nói một cách rất là rõ ràng và sống động. Rồi Chúa Giêsu làm hết. Nhưng mà nhiều người vào thời của Chúa Giêsu vẫn không đọc ra dấu chỉ của thời đại đấng cứu thế, thời đại Messiah. Cho nên họ không đi theo con đường cứu độ mà Đức Giêsu, con Thiên Chúa đang đi. Cho nên có thể nói họ có mắt mà như mù. Do đó bóng tối của tử thần, bóng tối của tình trạng nô lệ tội lỗi đang bao phủ lấy họ. Đến đây thì một câu hỏi được đặt ra: tại sao người mù thành Jericho lại có khả năng nhận ra Đức Giêsu là con vua David, nghĩa là đấng Messiah? Con mắt nào đã giúp người mù nhận ra được thần tính của Đức Giêsu để xin Ngài chữa cho sáng mắt? Xin thưa, con mắt đức tin của anh đã giúp anh nhận ra thần tính của Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu đã khẳng định điều đó ở cuối bài tin mừng hôm nay: lòng tin của anh đã cứu anh. Trên bệnh viện thể lý, thưa anh chị em, chúng ta là những con người sáng mắt, không phải bị mù. Nhưng xét trên bệnh viện đức tin, lắm lúc chúng ta cũng có thể là những người mù từ thuở mới sinh. Bởi lẽ có biết bao nhiêu điều về Thiên Chúa mà chúng ta không thấu hiểu, và có biết bao nhiêu hoàn cảnh biến cố mà Thiên Chúa can thiệp nhưng chúng ta không nhận ra Ngài. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái câu châm ngôn về Thiên Chúa: Thiên Chúa vẽ đường thẳng với những nét cong. Câu châm ngôn này có vẻ minh triết đó, nhưng liệu nó có đúng hay không? Trong một xã hội mà quá nhiều người làm điều ác và dường như sự dữ đang thắng thế, thì liệu Thiên Chúa là đấng toàn thiện có chiến thắng không? Liệu Thiên Chúa có thể làm cho tình yêu, sự thật và công chính trổ sinh hoa trái trong một xã hội đầy dẫy những hận thù, dối trá và bất công hay không? Liệu những đường cong của tội lỗi có thực sẽ được Thiên Chúa làm cho thẳng lại hay không? Trước hết chúng ta thử nhìn lại lịch sử của dân Do Thái. Chúng ta thấy rằng dân Do Thái là một dân đã nhiều lần phản bội giao ước. Vì thế cho nên trong lịch sử của họ, Thiên Chúa đã để cho quân đội Assyria đến tàn phá vương quốc phía bắc Israel, và quân đội Babylon tàn phá nước Juda phía nam và bắt dân cư đi lưu đày ở Babylon. Đây có thể nói là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc Do Thái. Tuy thế, với con mắt đức tin, ngôn sứ Jeremiah vẫn thâm tín vào Thiên Chúa tình thương. Do đó ông loan báo cho dân Do Thái biết rằng Thiên Chúa sẽ giải phóng họ, sẽ đưa họ trở về quê hương. Cho nên ngôn sứ Jeremiah đã hát lên bài ca hy vọng như chúng ta vừa nghe trong bài đọc mục. Dân Do Thái ra đi trong nước mắt vì bị lưu đày mà, cho nên sẽ trở về trong hân hoan, về quê hương, quê cha đất tổ, dưới bàn tay phụ tử đầy yêu thương của Thiên Chúa. Có thể nói vì tội lỗi đã phạm mà dân tộc Do Thái đã rơi vào tình cảnh đen tối, bế tắc, không lối thoát. Thế nhưng Thiên Chúa tình thương đã không chịu thua. Ngài đánh phạt để sửa dạy, nhưng rồi lại xót thương. Chính tình thương của Thiên Chúa đã làm cho tình cảnh của dân tộc Do Thái trở nên tươi sáng và hy vọng hơn, chứ không phải vì những nỗ lực quân sự mà dân tộc Do Thái được thoát
cảnh lưu đày ở Babylon. Tiếp đến thưa anh chị em, chúng ta thử nhìn lại lịch sử của những thế kỷ gần đây, chẳng hạn như là thế kỷ 20 vừa qua, để xem chúng ta thấy có bàn tay Thiên Chúa ở trong đó hay không. Thiên Chúa có vẽ đường thẳng trên những nét cong hay không? Và khi nhìn lại, chúng ta thấy quả thật có. Trong thế kỷ 20, nhân loại chúng ta đã phải chứng kiến hai cuộc thế chiến và sự lớn mạnh của các thế lực độc tài và các chính quyền độc tài. Và hơn hay ít, chúng ta vẫn còn sống trong những cảnh như thế. Điều đó đã gây biết bao nhiêu đau khổ cho nhân loại chúng ta. Và chúng ta không thể kể hết ra đây được. Chỉ xin kể về trường hợp của Hitler và chủ nghĩa Đức Quốc xã ở Âu Châu. Trong nửa đầu của thế kỷ 20, thế giới chứng kiến sự lớn mạnh của Hitler và chủ nghĩa Đức Quốc xã. Nhân loại đã mắt thấy tai nghe những chuyện đau khổ của người Do Thái. Nhiều người Do Thái đã bị giết một cách dã man trong các trại tập trung, đặc biệt ở Ba Lan. Nhiều người Do Thái cảm thấy mình đang bị đe dọa, cho nên họ đã nhanh chóng làm giấy tờ cần thiết để rời châu Âu, để đi Mỹ. Và chúng ta thấy điều đó nơi chính người Việt của chúng ta. Cứ nghe đây đó, người này làm giấy đi Mỹ, người kia làm giấy đi Úc, người nọ làm giấy đi Canada, kể cả cán bộ, thưa anh chị em. Nó không khác gì với tình trạng của người Do Thái vào thời Thế chiến thứ hai. Thế giới của người Do Thái đã sụp đổ. Các bạn bè của họ, những người Do Thái đã chết, và họ đang gấp rút lo cho sự an toàn của mình. Sự dữ đang lan tràn, tất cả quyền thế chính trị và xã hội được người dân tin tưởng đều như bị sự dữ nghiền nát hoặc bắt tay với nó. Có thể nói, đối với họ tất cả là màu đen xám xịt. Trong bối cảnh đó, có một người phụ nữ Do Thái tên là Raisa Maritain đã viết một bài thơ nói lên niềm tin của mình rằng Thiên Chúa vẽ đường thẳng với những nét cong. Bài thơ ấy như sau: bóng tối về đổ từ muôn vạn hướng, dưới cánh đen tống lãnh thiên thần, thiên liêng dự định phô bày hé mở, một nghịch lý cùng tận từ tạo hóa, trường vĩnh cửu xoay qua suốt thời gian, mà sự thiện trường tồn có nhờ tay sự dự, và nhân loại lê chân bước tìm công lý qua những đường cong đầy trĩu nặng bất công tàn ác. Sai lầm hôm nay để phục vụ cho chân lý sẽ đến, sự thiện chỉ một ít thôi, dường như bất lực, dường như vô phương. Trước những bất hạnh của bao thời đại, sự thiện chỉ một ít thôi, vẫn mãi là hạt giống nuôi mầm cho cây bất diệt của tình yêu. Thưa anh chị em, chính con mắt đức tin đã làm cho bà Raisa Maritain đã thấy và nhận ra bóng dáng của Thiên Chúa trong những đổ vỡ và đổ nát do thế lực của sự dữ gây nên. Và mấy chục năm sau, cuối thế kỷ 20, chúng ta thấy rõ điều đó, thấy những gì mà bà Maritain thấy trong thời kỳ đen tối của bà. Có thể nói nhiều người không thấy được, nhưng bà thấy đó là sự chiến thắng của tình yêu, của sự thiện, và sự sụp đổ của các thế lực độc tài, của các chế độ độc tài Hitler và nhiều chế độ khác.
quý ông bà anh chị em cứ tự gắt tay mà ngẫm nghĩ sự đời và hoàn cảnh quê hương đất nước của chúng ta cũng thế. Dù có khó khăn, dù có đen tối, nhưng chúng ta hãy tin tưởng và chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt tâm hồn sáng để có thể nhìn thấy Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong những biến cố đau thương, ngay trong những bất công oan uổng, ngay trong những đổ vỡ và đổ nát do thế lực sự gây nên. Chúng ta vẫn không thất vọng, chúng ta tin tưởng Thiên Chúa đang hoạt động và tình yêu sẽ thắng hận thù. Thiên Chúa sự thiện sẽ thắng các thế lực của sự dữ. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kính mộ Thiên Chúa. Chị em thân mến, Đức Kitô là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ. Người đem lại sự sáng cho những ai đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi và chết chóc. Tin tưởng vào quyền năng Chúa và cùng với anh mù Bartimê, chúng ta dâng lời cầu xin.
Hội thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô là ánh sáng thế gian cho mọi nước mọi dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn làm tròn sứ mạng cao quý của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trên thế giới ngày nay có hàng triệu người bị mù lòa, do đó họ không thể thấy được những kỳ công của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nền y học có thể đem lại ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc cho những người bất hạnh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết nhận ra những nhu cầu của anh chị em mình để giúp đỡ họ khi cần thiết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bệnh đôi mù do tâm hồn còn nguy hiểm hơn bệnh đôi mù nơi thể xác, vì nó làm cho con người không còn khả năng phân biệt phải trái, nhất là không còn có thể nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh chị em mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta đừng mắc phải những bệnh hiểm nghèo này, nhưng luôn được ánh sáng tin mừng của Chúa chiếu soi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ từ chối lời kêu cầu tha thiết của những ai đang gặp gian truân khốn khó. Xin Chúa cho chúng con biết mau mang chạy đến cùng Chúa với lòng tin tưởng phó thác khi gặp thử thách gian nan trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nêu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng tôn kính thần phụng, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đáng phải đau và đem lại ứng cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu Chúa đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa.
Nhờ sự vâng phung của người chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng người toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đông đầy bình quang Chúa, hoàn hồ Chúa trên ta thơm trên, chúng tùng đấng người đến nhận danh Chúa, hoàn hồ Chúa trên. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiền. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mộ thê thứ ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giáo ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa thăng rồng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức minh cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban cho gia đình được bình an theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Maria và Anton trong ngày lễ dỗ, hai Maria hai Phêrô, theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
vâng linh chú cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha Cả Sanh, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dù, nhưng thứ chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian phung trai, được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Mọi nơi vì trong tim.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiên của bí tinh chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Xin anh chị em hồi nghe thông báo. Thứ nhất, hôm nay Chủ nhật thứ tư trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 10. Sau thánh lễ, có quý bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thứ hai là thứ ba tới đây là ngày 30 tháng 10 năm 2018 vào lúc 18 giờ, tức là 6 giờ chiều, có quý trang về ngồi tòa ban bí tích hòa giải, bí tích giải tội cho cộng đoàn để mừng lễ các thánh và lễ các đẳng linh hồn. Thứ ba là lễ các thánh nam nữ ngày mùng 1 tháng 11 và lễ cầu cho các đẳng linh hồn ngày mùng 2 tháng 11. Các giờ lễ được cử hành như sau: thứ năm ngày mùng 1 tháng 11 5 giờ sáng lễ nhất, lễ hai là 12 giờ trưa và lễ ba là 6 giờ tối, tức là 18 giờ 6 giờ tối. Và ngày thứ sáu mùng 2 tháng 11 lễ sáng là 5 giờ, lễ trưa cũng là 12 giờ và lễ chiều thay vì như bình thường là 17:30, là 5:30 chiều. Xin mời cộng đoàn tham dự. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.